Ơi, bây giờ Mario chính là viên đạn. Trời ơi, còn có viên đạn đằng sau dí mình nữa kìa. À, trời ơi. À, cái gì vậy? Ủa, mấy bạn có thấy cái gì vừa bay ngang qua không vậy? Là ta đây. Đó là đôi bàn tay của ta đó. Hãy trả lại chiếc nhẫn cho ta. Chào mừng các bạn đến với kênh KM Channel. Các bạn ơi, Mario đang ở trong lâu đài dưới lòng đất. Ở dưới đây nó đóng băng tuyết hết rồi. Hèn gì á, cái hơi lạnh của nó bay lên trên mặt đất, làm cho cái sa mạc nóng thiệt là nóng, trở nên lạnh luôn á mấy bạn. Còn đây là quả bom, khi nó nổ nó sẽ tạo ra một cái vòng tròn. Mario mà đụng vô nó là Mario tiêu đời luôn á. Ây da, trời ơi, khó chạy quá mấy bạn ơi. Cái này là cái băng tuyết nên nó trơn lắm. Ý, mình mới nhận thấy cái con nấm ma này nó đi được trên băng, nó không có bị trơn. À, trời ơi, mình bị nổ mình rồi. Trời ơi trời, thấy đi không được luôn nè mấy bạn. Coi kìa, coi kìa. Ây da, ây da, ây da. Mình di chuyển không được luôn á. Rồi 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 rồi. Wow, cái gì vậy? Rất là nhiều con nấm ma luôn. Ok, bây giờ mình sẽ lượm hết đồng tiền này đã. Mà đi khó quá à. Cái vòng tròn màu cam cam giống pin quyều á, nó sẽ giúp cho cái nón bay xa hơn á mấy bạn. À, bị nổ mình rồi. Trời ơi, cháy đen thui thà lùi luôn, thành Mario quay luôn. Mấy bạn có thấy con vịt quay, con heo quay không? Bây giờ mình là Mario quay. Ui da, con nấm ma này lì quá, mất một trái tim rồi. Rồi, biến thành nó luôn. Rồi, bây giờ Mario chính là con nấm ma này nha mấy bạn. Ồ, khi biến thành con nấm ma này á, Mario đi trên cái băng tuyết này không có bị trơn nữa. Ây da, da, trời ơi, nguyên cái tháp nấm ma nó dí theo mình kìa. Ê, mà nó không biết nhảy. Rồi, khi cây nấm ma mà không biết nhảy thì có nghĩa là Mario đang là cây nấm ma, Mario cũng không có biết nhảy luôn. Trời ơi, băng kìa, những cái cục băng kìa, mấy bạn thấy không? Nó trắng trắng á, cho nên ở trong này rất là lạnh. Lạnh quá, lạnh quá. Ui. Rồi, được rồi, được rồi. Ôi, bây giờ cần nhảy, mình phải thoát ra khỏi nấm ma. Bởi vì nấm ma không biết nhảy. Ôi, lên. Ua. Hay quá, hay quá. Kìa, 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 kìa. Đại bác tâm nhiệt nó dí bên kia. Nhảy. Cái dòng màu vàng đó mà nó đụng Mario là tiêu đời mấy bạn ơi. Trời ơi, trời ơi, cái viên đạn kìa. Viên đạn này còn đội mũ nữa chứ. Đội mũ thì cho rớt mũ thì mình mới đội lên được. Ôi, bây giờ Mario chính là viên đạn. Trời ơi, còn có viên đạn đằng sau dí mình nữa kìa. À, trời ơi. Hồi sinh. À, thì ra cái cây cột này nó biết bay luôn, nó bay, nó di chuyển kìa. Cho nên nãy Mario điều khiển cái viên đạn á, lỡ đụng vô nó nên bị rớt xuống vực, phải hồi sinh trở lại đó. Nè, rồi, Mario đã biến thành viên đạn. Coi chừng nha, phải né mấy cái cây cột đang bay bay nè. Rồi, 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 phải điều khiển nó đó mấy bạn ơi. Tại vậy đằng sau còn có một viên đạn đang dí theo nữa. Ý, mình sắp nổ rồi, nó đỏ rồi kìa, cháy. À, hữu hồn. Mario mà chậm xíu nữa là nó nổ mấy bạn. Đây, lên. Rồi rồi, từ 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 từ. Lên. Ok ok. Wow. Wow. Dạ 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 dạ, trời ơi, mấy cây cột này nó bay dữ quá. Yeah. Mình lạng qua, mình lắp lại, lạng qua, lắp lại. Đã quá được rồi. Trời, sao trong này có thua vậy? Đừng, đừng có con MA trong này nha. Ui, cái gì vậy? Trời, sao chỗ này nó đốt lửa rồi nó làm hoành tráng quá vậy ta? Có cái lỗ hả? Ủa? Không phải nhảy xuống mấy bạn ơi. Vậy mình đi đâu đây? Chắc ngoài này rồi. Hả? Một cái đầu của bức tượng. Wow. Kìa kìa kìa, chỗ ngoài kia nó là băng tuyết kìa. Bây giờ mình muốn ra đó thì, à, hên quá có viên đạn, biến thành viên đạn bay luôn. Ui.
Ý, nó sắp nổ. Trời, hơi quá Mario đi ra kịp. À, cái gì vậy? Ủa, mấy bạn có thấy cái gì vừa bay ngang qua không vậy? Là ta đây. Đó là đôi bàn tay của ta đó. Hãy trả lại chiếc nhẫn cho ta. Người đã lấy chiếc nhẫn của ta đúng không? Ê, lộn rồi. Mario không phải là người lấy chiếc nhẫn. Là chú tể thừa gai đó. Ta lộn rồi. Đó là chiếc nhẫn của ta. Trong lúc ta ngủ quên, ai đã vào đây để ăn cắp chiếc nhẫn? Người đúng không? Được rồi, vậy thì ta sẽ cắm cho người bẹp dí luôn. Ôi trời, bây giờ Mario giống như con muỗi, con kiến không các bạn ơi. Ê, cái tay nó bị mỏi rồi kìa. Biến thành cái tay. Dạ. Trời ơi, nó chọn cái gì vậy? Ui da. Nè. Ờ, nó lấy lại cái như bàn tay đó rồi. Thôi, cái bức tượng bà này mạnh quá. Wow. À, khi mà cái tay nó đấm xuống đất là nó sẽ bị đau, cho nên nó dừng lại kìa. Lúc này Mario sẽ đội mũ lên cái tay á, thì Mario sẽ biến thành cái tay đấm vô mặt bức tượng nè. Ừ, ta là công chúa. Người dám ăn cắp chiếc nhẫn của ta, rồi còn dám đánh ta nữa ha. Được lắm. Vậy thì ngươi hãy xem đây. Trời ơi, đã nói công chúa rồi, Mario không có lấy chiếc nhẫn mà. Ui da, trời ơi, chơi tiệc chiêu gì vậy? Toàn là hóa thành băng tuyết không mấy bạn ơi. Chạy. Ý, bàn tay đang bị đau kìa. Mình phải biến thành bàn tay. Ông trội mấy cái viên kim cương bằng đá đó kìa. Phải né thôi, phải đấm vô được cái mặt mới được. Vô một cú nữa. Yeah. Người được lắm, người đã làm cho ta tức giận rồi. Vậy thì bây giờ hãy xem đây. Ui, nãy giờ mình đã làm cho ổng bị tức giận rồi mấy bạn ơi. Không biết cái bức tượng này nó sẽ dùng tuyệt chiêu gì đây nữa. À trời ơi, giống như đập mũi quá vậy. Trời ơi, Mario lúc này y chang con mũi rồi. Đập mũi rồi, ây da, ây da. Ê, có chân. Hồi nãy Mario bị đập kẹp dí như con mũi luôn á mấy bạn. Ôi, cái tay nó bị đơ kìa. Biến thành cái tay. Rồi mình sẽ né. Rồi né. Đập. Một cú cuối cùng. Yeah. Rơi ra được đến 3 năng lượng mặt trăng luôn mấy bạn ơi. Mà trong khi Mario đang cần có 2 năng lượng mặt trăng nữa là đủ rồi. Yeah. Nếu mà năng lượng mặt trăng mình dư thì mình có để dành được không vậy tớ bự? Không được, mình đang cần 16 cái thì nó chỉ có đủ 16 chỗ thôi à. Ủa vậy hả? Ê, thấy điều kỳ lạ không? Bây giờ vương quốc cát này đã trở nên nóng lại như bình thường rồi nè. Đúng rồi, bây giờ nó nóng quá nóng luôn. Đúng kiểu sa mạc luôn đó. Vậy là do cái bức tượng hồi nãy nó tạo ra cái hơi lạnh để nó làm lạnh mọi thứ ở đây. Thôi, vậy là chúng ta đã giải cứu được cái thế giới cát rồi. Đã đưa mọi thứ trở lại bình thường, đúng với cái độ nóng của nó luôn. Vậy bây giờ mình bay đi được chưa bé bự? Được rồi, bởi vì mình đã có đủ năng lượng mặt trăng rồi mà. Ok. 16 cái năng lượng mặt trăng bỏ vô. Yeah, cánh buồm đã đầy lại rồi, có thể bay được xa nữa rồi. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Để mình kiểm tra quả địa cầu thứ nha. Ui, bây giờ sắp tới đây mình sẽ có 2 chỗ. Một chỗ là vương quốc hồ và một cái là khu rừng. Nhưng mà mình nhìn hoài không thấy tàu của tên chú tể rùa gai. Không biết ông ta đi tới đâu rồi nữa. Giờ sao bé bự? Theo bé bự suy nghĩ á, thì có thể ông chú tể rùa gai đã đi đến vương quốc hồ đó. Đến vương quốc hồ để làm gì? Vương quốc hồ thì ở đó là nơi sống của nàng tiên cá. Mà mình nghe nói nàng tiên cá có một cái áo đầm đẹp lắm. Biết đâu tên chú tể rùa gai đến đó ăn cắp cái áo đầm đó
để làm áo cưới làm sao? Ồ, có lý, có lý. Vậy bây giờ mình sẽ đi đến Vương quốc Hồ. Đi thôi. Trời ơi, mình bay cao quá mấy bạn ơi. Mấy bạn nào mà đã từng được đi máy bay rồi á, ngồi trong máy bay nhìn qua cửa sổ thì sẽ y chang như Mario nhìn thấy nè. Ở phía dưới á, nào là biển nè, rồi mây nữa. À, tình vua tẻ rùa gai này đã bắt cóc công chúa của mình, rồi ăn cắp luôn được chiếc nhẫn cưới rồi. Bây giờ ông ấy đã có vương miện của công chúa của mình nè, rồi có chiếc nhẫn của nữ hoàng. Bây giờ ông ấy còn thiếu cái áo cưới để cho cô dâu mặc, là có thể ông ấy sẽ tổ chức đám cưới đó. Ôi không được, không được. Công chúa Đào không có đồng ý làm đám cưới với lại tên chúa tể rùa gai đâu. Vậy thì chúng ta phải bay nhanh lên, đi đến Vương quốc Hồ để ngăn chặn tên chúa tể rùa gai lại thôi. Chúng ta phải ngăn chặn ông ấy trước khi ông ấy ăn cắp được chiếc áo đầm của nàng tiên cá. Trời ơi, bây giờ đang buổi tối luôn nè. Tại vì nó xa quá nên Mario phải bay từ ban ngày đến buổi tối luôn.